Với những quý vị yêu nền văn hóa của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 thì chắc có lẽ không ai mà không biết đến hiệu ảnh Viễn Kính của nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu, người lưu giữ nét đẹp của hầu hết những tên tuổi lẫy lừng trong giới văn nghệ sĩ và một số lĩnh vực của xã hội Sài Gòn ngày cũ. Nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu, chủ nhân của hiệu ảnh Viễn Kính, đã ra đi vào lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày 8 tháng 10 tại Sài Gòn, hưởng thọ 85 tuổi. Trong niềm thương tiếc về người đã có công lưu giữ nét đẹp của Sài Gòn xưa qua hình ảnh, Jimmy xin mời quý vị cùng nhìn lại một số thước phim kỷ niệm với nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu trong chương trình The Jimmy Show thực hiện vào năm 2019. Năm 1975 thì ít nhiều cũng đã nghe nhắc tới hay biết được ảnh hiệu Viễn Kính. Nhiều người dân quen gọi nơi này theo cách thân mật là tiệm chụp hình Viễn Kính. Đó là một tiệm chụp hình nổi tiếng do nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu làm chủ. Tiệm nổi tiếng vì ông chụp ảnh nghệ thuật, chân dung tuyệt đẹp. Người tìm đến ông luôn hài lòng vì những sản phẩm do ông làm ra, những tấm hình đẹp và giá trị để trở thành tài sản tinh thần của riêng họ. Nhưng ảnh hiệu Viễn Kính không chỉ đơn thuần là nơi chụp ảnh đẹp. Đối với người Sài Gòn trước năm 1975, cái tên Viễn Kính đã trở thành quen thuộc, ngay cả đối với người chưa bao giờ đặt chân đến nơi này để chụp hình. Họ xem ảnh hiệu Viễn Kính là thiên đường của màu sắc, của văn học nghệ thuật bằng hình ảnh. Sài Gòn ngày ấy luôn rực rỡ với những tấm ảnh chụp nghệ thuật của các văn nghệ sĩ từ cải lương sang tân nhạc, từ điện ảnh sang kịch nghệ, từ những tên tuổi lớn đến những ngôi sao triển vọng. Và nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu, chủ nhân của hiệu ảnh Viễn Kính, chính là người đã góp công tạo nên hình ảnh của một Sài Gòn tráng lệ, lịch lãm và phong phú đa dạng. Cũng giống như nhiều tên tuổi lớn của Sài Gòn năm xưa, ông Đinh Tiến Mậu không sinh ra ở Sài Gòn. Ông nguyên quán ở miền Bắc. Theo tài liệu ghi lại cho biết, ông sinh ra tại làng cổ Lai Xá nổi tiếng của Hà Nội, trong một gia đình không có ai theo nghề chụp ảnh. Bố ông làm nghề hớt tóc và mẹ ông là thợ dệt. Tuy ngành nghề không giống nhau, nhưng cả hai đang đi xa dần với nghề nông truyền thống của ngôi làng cổ. Đó là khuynh hướng của nhiều người thời bấy giờ trước ảnh hưởng của nền văn hóa Tây Phương đang ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội. Ngôi làng Lai Xá của chúng tôi là cách Hà Nội 15 cây số. 15 cây số. 15 cây số. Mà về văn hóa đó, thì phải nói là nổi tiếng ở Hà Nội. Làng Lai Xá là một làng văn hóa nổi tiếng. Về nhiều thứ lắm. Nguyên ở làng Lai Xá cũng có một cái bảo tàng nhiếp ảnh. Mà như vậy là cái bảo tàng nhiếp ảnh đó thu nhận tất cả những nhiếp ảnh ra của làng. Thành lập một cái bảo tàng. Tất cả những hình ảnh mà đẹp nhất đưa đến với cộng đồng là những hình ảnh mà do những tay máy của người làng đều chụp. Từ chân dung cho đến phong cảnh, tất cả đều tạo nên một cái nền văn hóa của làng. Tức là làng Lai Xá. Vậy coi như làng đó có cái truyền thống và cũng như là ai cũng là biết chụp hình hết. Đúng rồi. Bởi vì ở Hà Nội cũng như là Hải Phòng đều có tiệm ảnh của làng Lai Xá nhất. Vậy thì cơ duyên nào đưa chú bước vào nghề nhiếp ảnh? Tại vì lúc xưa đó, mà hồi mà còn nhỏ đó, thì đi ngang qua những cái tiệm ảnh ở làng đó, họ mở tại làng mà, ở ngoài phố đó, thì là đứng xem miệt mài luôn. rất là thích. Cho nên là có một cái ước vọng là khi lớn thì sẽ là bỏ cái nghề nông mà làm nghề ảnh. Vì vậy cho nên là dốc tâm phải chụp ảnh cho bằng đẹp. Vậy là lúc đó chú mới bắt đầu đi học. Lúc đó là mới bắt đầu đi học như vậy.
cậu bé Đinh Tiến Mậu có một tuổi thơ theo gia đình di chuyển nhiều nơi để mưu sinh. Năm 1948, ông theo mẹ ra Hà Nội sinh sống và mối duyên với nghiệp chụp ảnh bắt đầu từ đây. Nhờ sự giúp đỡ của một người cậu, ông được vào học nghề tại tiệm Hợp Dung. Có thể nói đây là bước ngoặt quan trọng cho cuộc đời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của ông sau này. Rồi thời cuộc lại đưa đẩy để năm 1950, ông theo mẹ vào Sài Gòn sum họp với bố. Khác với những lần trước, giờ đây cậu bé Đinh Tiến Mậu đã là thợ chụp ảnh chứ không còn là cậu bé con của ngày xưa nữa. Ít lâu sau khi đặt chân đến Sài Gòn, ông làm việc cho hiệu ảnh Văn Vấn. Tuy làm việc không lương nhưng cũng có được chỗ ăn uống và quan trọng nhất là trau dồi tay nghề chụp ảnh của ông. Thì trong những năm mà đi học nhiếp ảnh đó thì ngày xưa mà. Yeah. Cho nên rằng là kể cả những cái việc mà lau nhà rửa chén thì là cũng đến mình hết. Vậy là ba mẹ của chú thì là không có ai theo chụp ảnh rồi, chú là người đầu tiên trong nhà. Dạ, yeah, tức là phải đi học ảnh ở người ngoài. Nhưng yeah. mà đều các tiệm ảnh mà họ dung nạp mình đó cũng là một cái vinh dự cho mình rồi. Dạ. À, được biết là thân mẫu của chú là làm nghề dệt thì phải không? Thân mẫu của tôi đó thì bà mẹ đó thì làm nghề dệt, à nhưng mà ông bố đó dạ. thì lại làm nghề hớt tóc. Dạ. Hớt tóc thì ngày ngày xưa đó dạ. thì ông bố tôi là xách đồ nghề đi các chợ. Yeah. Hớt tóc. Yeah. Hớt tóc dạo đấy. Yeah, yeah. Nhưng mà về sau này đó thì ông bố đưa lên Hà Nội. Yeah. Thì ông bố có mở một cái tiệm hớt tóc. Yeah. Mm. Mà cái tiệm hớt tóc của ông bố lúc đó là rất là đông. Yeah. đông. Mm. Thợ là tới 4 ghế lận mà. Như vậy đó. Một cái tiệm 4 ghế hớt tóc rồi mà. Yeah. Vậy là chú đã ở Hà Nội rồi học nhiếp ảnh ở đó. Rồi. Rồi vậy thì cái tiệm nào là tiệm chụp hình đầu tiên chú cộng tác? Cái tiệm mà đầu tiên thì là tiệm Hợp Dung. Hợp Dung. Hợp Dung ở à. Ngay bờ hồ Hà Nội. À. Ngay bờ hồ. Còn tôi vào Sài Gòn yeah. thì tôi lại tiếp tục vẫn học nghề ảnh. Dạ. Yeah. Ở tiệm Văn Vân. À Văn Vân. Văn Vân. Sài Gòn. Dạ. Yeah. Ừ, bây giờ là đường Vũ Thị Xuân, ngày xưa là đường Nguyễn Đăng Tông. À, chú vào Nam vào năm mấy ạ? Tôi vào Nam năm 1948. Ồ, vậy là rất là sớm. Rất sớm. Dạ. Đi cùng vào với lại cha mẹ mà. Dạ. Đoàn tụ gia đình. Đó. Dạ. Ông bố tôi đó thì ở Sài Gòn coi như là gần như là người Sài Gòn rồi. Ồ, dạ. Còn bà mẹ tôi với tôi đó thì là mới vào thôi. Nếu Hà Nội là nơi ông bắt đầu làm quen với nghề chụp ảnh, Sài Gòn là nơi giúp ông mày chũa tay nghề, thì Chợ Lớn mới chính là nơi ông mở hiệu ảnh đầu tiên. Đó là năm 1958. Khi ấy, cảm thấy tự tin với tay nghề của mình, chàng thanh niên Đinh Tiến Mậu hợp cùng mấy người bạn học chung mở hiệu ảnh lấy tên là Việt Hoa tại số 86 đường Hồng Bàng gần chợ An Đông. Trong 2 năm ngắn ngủi với Việt Hoa, ông đã học và nói được tiếng Quảng Đông để làm việc với khách hàng Hoa Kiều. Sau khi người chủ lấy lại mặt bằng, ông lại cùng bạn bè đồng nghiệp lập King's Photo trên đường Ngô Quyền cũng trong Chợ Lớn. King's Photo dần dà đã trở thành một thương hiệu uy tín nhờ tay nghề chuyên nghiệp của thợ ảnh cũng như các máy móc với kỹ thuật tân kỳ đã được đầu tư. Đang gặt hái thành công thì King's Photo phải đóng cửa vì những người bạn hùng hạp với ông làm những quyết định riêng tư. Kẻ thì đổi nghề, người rời Việt Nam đi định cư nơi khác. Một lần nữa, chàng thanh niên Đinh Tiến Mậu lại bắt đầu với một cuộc phiêu lưu mới. Như vậy là King's Photo đã tồn tại được 3 năm, từ năm 1960 đến năm 1962. À, sau tiệm Văn Vấn thì chúng tôi mở tiệm riêng nữa. Wow. Mở tiệm riêng. Dạ. Tôi mở cái tiệm đầu tiên đó là tiệm Việt Hoa. Việt Hoa, dạ. Ở An Đông. An ở Đông. Chỗ chợ An Đông. Dạ. Chợ An Đông. Nhưng về sau này đó thì tôi mới cùng một số anh em nữa. Dạ. Thì mở một cái tiệm King Photo. King Photo. À. Ừ. King Photo thì con thấy có một cái bức ảnh à. Chú chụp chung với các người bạn. À. Thì cái đó là một cái tổ hợp hay là cái đó của riêng chú?
kính photo đó. Dạ. Cái kính photo đó thì cái đó là một cái tổ hợp. À. Tổ hợp. Dạ. Chung chung đấy. Vậy là chú cùng với các bạn của chú. Đúng rồi. Ờ. Cùng là nghề nhiếp ảnh. Ừ, cùng nghề nhiếp ảnh với nhau. Đúng. À, và con thấy cái hình thì trên báo mà cũng như là trên cái cuốn sách mà Ký ức một ảnh viện Sài Gòn này, yeah, do anh Nguyễn Vĩnh Nguyên đã viết và đã phát hành đó, rồi, thì con có thấy là có cái hình mà chú chụp với các bạn King Photo rồi, mà sao thấy có nhiều người, tới 5 người mà sao thấy giống giống nhau. À, tức là như thế này, yeah, kỹ thuật chụp ghép, yeah, kỹ thuật chụp ghép ấy. À, chụp ghép. Kỹ thuật chụp ghép ấy thì này, đây đúng rồi, kỹ thuật chụp ghép ấy thì tức là tôi ngồi giữa, yeah, còn ba người bạn tôi ở xung quanh đây, xung quanh đấy. Đây ông này là ông này. À. Cái ông áo sọc này là ông này. Dạ vâng. Đấy. Dạ. Thì trên người ngồi chính giữa phải là bất động. Là nhân vật chính. Dạ, là chú Đinh Tiến Mậu. À. Dạ. Đây là... bởi vì cái thời này là đã có vụ ghép ảnh rồi cô ha. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Tức là cái vấn đề này là vấn đề cho từng người ta nghiên cứu. Dạ. Thì tôi nghiên cứu ra là cái ghép ảnh này đó là tôi ghép trực tiếp trên phim, trên phim luôn, chụp luôn chứ, yeah, không, chứ không phải là ra mình chụp trong, tức là ghép ở trong phòng tối. Dạ. Yeah. Nếu mà không để ý mà không nghe nói thì cứ tưởng đây là 5 người khác nhau. bởi vì con cũng thấy là có vài cái tấm hình, yeah, thì có để như là chẳng hạn hình Quân Bảy Nhiêu hay là những nghệ sĩ khác, đôi khi có những hình mà sao, ủa sao hai người giống nhau mà cùng chụp một cái địa điểm đó, thì ra là có cái việc mà ghép ảnh rồi. Đúng, đúng. Dạ. Yeah. Wow, cái thời đó kỹ thuật nhiếp ảnh của mình cũng rất là tân kỳ. Vậy thì trong cái thời gian làm ở King Photo thì có những nghệ sĩ nào đã tới chụp tại hiệu ảnh King Photo ạ? À? À, King Photo thì chúng tôi chụp nhiều nghệ sĩ lắm. Dạ. Thành ra cũng không nhớ hết được đâu. Dạ, hình như có cô Thẩm Thúy Hằng phải không chú? À, có Thẩm Thúy Hằng. Dạ. Và có rất nhiều, tức là Thanh Lan rồi này kia hồi đó cũng đến chụp. Chụp, dạ. Nhắc đến cô Thẩm Thúy Hằng thì kính thưa quý vị, Jimmy đang cầm trên tay đây tờ báo Phụ Nữ Diễn Đàn mà cô Thẩm Thúy Hằng đã đến hiệu ảnh King Photo để chụp vào cái thời gian đầu mà cô mới đóng phim. Một hình ảnh rất là đẹp. Mà con nghĩ rằng hình này là chụp những năm 50, 60 thì cái thời đó đã có màu chưa ạ? Nhưng mà trên đây là đã màu chụp màu rồi. À, thời đó là 50, 60. Dạ. Hay là mình tô lên? Không, cái này là tô màu đấy. Ồ, tô màu lên hay chứ? Cái này tô màu đấy. Dạ. Thì à, khi mà mình tô màu lên như vậy á, là mình phải cái theo cái áo thật của khách hay của người mẫu hay không? À, cái đó thì không cần phải theo áo của người mẫu. Dạ. Mà cho chính cái người tô màu đó, dạ, làm thế nào để nhìn vào bức ảnh thấy nó nổi, à, nó đẹp. Mà đẹp rồi. À, mà màu sắc nó không có bị chọi nhau. Dạ. À, chú ơi, vậy thì chú cùng với các bạn ở King Photo được bao lâu thì chú mới tách ra riêng? Như thế là chúng tôi ở trong King Photo là 6 năm. 6 năm. 6 năm. Dạ. Nhờ quen biết, ông thuê lại một hiệu ảnh ế ẩm trên đường Phan Đình Phùng, tên là Phúc An, rồi làm mới lại. Lượng khách quen từ King Photo đã giúp sự khởi đầu tốt đẹp, rồi tiếng lành đồn xa. Những người Hoa trong khu vực Bàn Cờ, Chợ Đuổi, nhờ bạn bè giới thiệu cũng bắt đầu tìm đến ông, khiến hiệu ảnh Phúc An ngày càng trở nên tấp nập. Nhưng hiệu ảnh này chỉ là bệ phóng cuối cùng để đưa tên tuổi của ông đến gần hơn với Sài Gòn hoa lệ. Một năm sau đó, 1963, ảnh hiệu Viễn Kính ra đời tại số 277 đường Phan Đình Phùng, bây giờ là đường Nguyễn Đình Chiểu, và người miền Nam đã có dịp chiêm ngưỡng những tấm ảnh tuyệt vời của những tên tuổi nghệ sĩ mà họ yêu thích. Phúc An là lúc hồi đầu của tôi. À, hồi đầu. Hồi đầu. Yeah. Bởi vì là cái lịch sử của nó là như thế này. Dạ. Tức là cái tiệm Phúc An đó là một cái tiệm chụp ảnh cũ. Dạ. Mà lại không có khách. Dạ. Thật không có khách. Dạ. Cho nên người ta mới cho tôi mướn. Cho tôi mướn. Khi mà tôi về cái tiệm Phúc An thì tiệm Phúc An lại đông khách lên. Dạ. Thì đông khách lên đấy thì người ta lại đuổi nhà mình. nó vất vả thế đấy. Dạ. Thế thành ra khi mà người ta đuổi nhà rồi đó thì tôi mới về đây tôi mở cái tiệm Viễn Kính. Dạ. Nhưng mà khách cũ của tôi thì vẫn tới. Ở bên ngoài mình tìm mới luôn. Đó, vẫn qua bên tiệm tôi. Dạ. Thành thử ra cái ông Phúc An đó, cái ông ấy lại có cái ý là muốn mời tôi về. À. Nhưng mà tôi thì tôi nói là
khi tôi đã ra đi rồi thì tôi không không trở lại. Vậy thì hình như lúc đầu con nghe chú kể là tiệm Phúc An, lúc mà chú mới vào làm đó, thì người ta đòi chú đổi tên tiệm phải không? Đúng rồi. Dạ. Ông Phúc An là cũng là một cái tiệm chụp ảnh. Dạ. Thì ông ấy bảo là cái tiệm chụp ảnh này là đã không có khách rồi. Dạ. Thôi bây giờ đổi tên tiệm mà làm ăn. ông ấy đồng ý như thế. Dạ. Nhưng mà tôi nói rằng cái vấn đề mà đổi tên tiệm thì chắc là cũng không cần lắm. Dạ. Cần nhất là cái tài nghệ của mình và cái tiếp đãi của mình đối với khách hàng. Dạ. Người ta có cảm tình thì người ta đến thôi. Dạ. Người ta đến đấy. Dạ. Thành ra tôi cũng để nguyên, tôi không đổi. Không đổi tên. À, dạ. Thế nhưng mà một cái sai lầm của mình đó, dạ, là khi mình có khách đó, thì người ta lại đuổi nhà mình. Ừ. Để người ta lấy cái khách của mình. Dạ. Thế nhưng mà khi mà tôi đưa ra khỏi Phúc An rồi đó, thì Phúc An cũng không có khách. Dạ. Rồi chú mới lập ra Viễn Kính. Đúng rồi. À, Viễn Kính đây có nghĩa là gì thưa chú? Viễn Kính đây là tôi lấy một cái tên của cái tên tiếng Anh của cái đầu kính đó là Tele Lens. À, Tele Lens. Dạ. Tele Lens thì gọi là Viễn Kính. Đúng. Đúng là Viễn Kính. Là dịch ra. À, những cái hình ảnh mà của hiệu Phúc An thì vẫn hiện nay vẫn còn rất nhiều. À, và một trong những người bạn đã cung cấp cho Jimmy đó là anh Phú, của nhà xuất bản Tinh Hoa Miền Nam ngày xưa. À. Thì đã cung cấp cho Jimmy rất nhiều hình xưa, thì có hình của cô Thanh Thúy nè. À. Rồi cô Thẩm Thúy Hằng vân vân. À. Rất là nhiều. À, và hiệu ảnh Viễn Kính với hiệu ảnh Phúc An. Đúng có rồi. Gần nhau không chú? À, gần nhau. Hiệu ảnh Phúc An thì bên kia đường. À, ồ, trên đường. Cũng trên đường Nguyễn Đình Chiểu này. Dạ. Từ ngày xưa là Phan Đình Phùng đấy. À, Phan Đình Phùng. Thế thì nó ở xéo xéo tôi đấy. À, cũng kênh bên à? Cũng cách đây chừng khoảng 200 mét. 200 mét. Dạ. À, vậy là ngày xưa cái hiệu ảnh mình nằm trên đường Phan Đình Phùng. Cũng nằm trên đường Phan Đình Phùng. Và cái đây cũng là cái hiệu ảnh căn nhà chú đang ở là Viễn Kính ngày xưa. Dạ. Dạ. Vậy thì thưa cô gặp chú trong trường hợp như thế nào và hai người kết duyên cùng với nhau? Trường hợp chú gặp cô là học trò thôi, chỉ là học trò thôi. Dạ. Trường học kiến thiết với Phúc An là gần với nhau. À. Là qua lợi để phá chú. Cấp hình á, hình đẹp mà nó cấp chơi. Dạ. Là cô với chú gặp nhau thôi. Dạ. Không có gì hết. Dạ. Hình như lúc mà cô gặp chú thì cô cũng còn đang đi học mà phải không? Đang đi học. Lớp mấy ạ? Học lớp 9. Lớp 9 thôi. Trường kiến thiết. Dạ. Mà ngày xưa là một người lớn thì có gọi là bằng anh xưng em thì chưa? Không có xưng anh em, ông không à. Xưng ông với tôi không. Rồi thì từ bao lâu thì chú mới ngỏ lời cưới cô và... 4 năm rưỡi. Bốn năm rưỡi chú mới ngỏ lời. Mà hồi đó bạn bè với nhau thôi chứ không có anh em mà không có yêu đương gì hết đâu. Dạ. Chỉ có cảm tình với nhau thôi. À, dạ. Vậy lúc mà chú ngỏ lời vậy cô có giật mình không? Có giật mình chứ. Giật mình mới thốt lên một câu: ủa sao ông lại cưới tôi? Trong khi đó là nhiều người thương chú lắm. À. Cô biết á. Dạ. Biết nhiều người thương chú lắm mà chú lại hỏi cưới cô. Cô hỏi, ủa sao ông lại cưới tôi? À, con được biết chú là người gốc Bắc. Còn cô á, là người Bắc luôn hay là người... Người Nam, người... cô là người Nam. Người Sài Gòn. Người Sài Gòn. À. Sanh đẻ Sài Gòn luôn. Dạ, vậy là tình Bắc mà duyên Nam. Dạ. mà cưới nhau từ năm mấy ạ? Cưới năm 63. 63. Vậy là bền vững tới bây giờ là 56 năm. 56 năm rồi. 56 năm rồi. Dạ. Ngày cưới cô là ngày 19 tháng 12. 1963. Ờ, cô còn nhớ rõ như vậy. Tám năm nào cô cũng kỷ niệm cái ngày cưới hết đó. Dạ. Vậy thì lúc mà cô cùng với chú kết duyên với nhau thì đã có hiệu Viễn Kính chưa? Hay dạ, có rồi. Có mấy tháng rồi. Dạ. Con nghe nói ngày xưa nghệ sĩ vô đây chụp thì chắc hàng xóm người ta bu lắm hả cô? Người ta bu đông lắm. Dạ. Bích cửa cả cửa hàng luôn. Ồ. Đến nỗi Thanh Nga là chụp mà không có lối ra, cô phải đưa Thanh Nga về bằng ở xa bằng xe ông ra. Ôi trời ơi, gì đó. Là đông như vậy. Dạ, đông vậy á. Dạ. Vậy mỗi lần mà chú đi chụp cho nghệ sĩ ở bên ngoài thì cô có đi theo hay là cô ở nhà? Cô ở nhà không, cô không có đi theo. Dạ. Coi như là cô là một người phụ tá đắc lực nhất. Thí dụ bây giờ như thời đó mà chú mà đi xa như vậy là cô chụp được? Cô chụp được. Ở nhà cô chụp lắm, cô lo hết. Dạ. Từ
từ A đến Z luôn. Dạ. Từ chụp hình, phòng tối, rồi sửa phim rồi kia, ra hình luôn á. Cô làm luôn. Dạ. Mà nhân viên của hiệu ảnh Tiện Kính mình ngày xưa đông không con? Dạ, 4 người. 4 người thôi? 4 người. Dạ. Mà chụp là chú? Chú. Cô? Cô. Dạ. Mà chú là chánh. Chú là chánh. Cô phụ nghệ sĩ rồi bà, phải hẹn trước với chú mới là chụp được. Ồ, vậy hả cô? Dạ. Còn cô kia là khách vô là chụp. Dạ. Không có dạ. Không biết có phải vì sự tuyệt mỹ của những tấm ảnh nghệ sĩ mà ông Viễn Kính cho ra đời hay không, nhưng sự thay đổi trên các hình bìa dĩa nhựa là có thật. Các hãng dĩa đua nhau giới thiệu đến công chúng nghe nhạc những gương mặt tên tuổi cũng như các giọng ca triển vọng. Người ta tranh nhau đi mua về những hình ảnh của cô Thanh Thúy, Trúc Mai, Phương Dung, Thanh Tuyền, Phương Hồng Quế, Duy Khánh, Hùng Cường, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Minh Phụng, Tấn Tài v.v. Bên cạnh những tấm ảnh như vậy, luôn luôn có chữ ký quen thuộc Viễn Kính. Khi thị trường băng nhạc phát triển, người yêu nhạc cũng thường thấy hình ảnh của các nghệ sĩ góp mặt trong các album được in trên hộp băng. Các tạp chí Tuần Sang, Bán Nguyệt Sang và Nguyệt Sang cũng không chịu nhường bước khi liên tục cho in hình các văn nghệ sĩ cũng như minh tinh bàn bạc trên các tờ báo như là cách để gây chú ý đến bạn đọc. Nhiều tấm ảnh như vậy cũng do ảnh hiệu Viễn Kính thực hiện. Người đã sống qua miền Nam thời vàng son làm sao mà quên được những số báo xuân có đăng hình của các nghệ sĩ như Thanh Thúy, Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Thái Thanh, Kiều Trinh, Lệ Thu, Khánh Ly, Thanh Lan v.v. khiến độc giả bốn phương đua nhau tìm mua. Vậy thì cái quá trình mà ra một cái sản phẩm là một cái hình ảnh đẹp đó thì mình qua mấy bước ạ? Nó có nhiều cái công đoạn lắm. Dạ. Trước nhất á, là phải nói tới cái ông chụp hình. Dạ vâng. Ông đó phải biết cái khuôn mặt của từng khách hàng. Ừ. Và đặt ánh sáng như thế nào để cho ra cái khuôn mặt này. Wow. Dạ. Cũng tùy theo cái ánh sáng. Dạ. Để cho ra cái khuôn mặt đẹp. Ừ. Và rồi đến cái khâu thứ hai á, là cái khâu sửa cái phim đó. À. Sửa trên phim. Dạ. Để in ra cái hình cho nó đẹp. Dạ vâng. Xong đó rồi đó thì khi mà in ra hình rồi đó. Dạ. Thì từ trên cái hình đó mình phải sửa lại những cái cho nó chỗ nào nông sâu chẳng. Ừ. Hạn như là muốn cho cái vòng má người ta nổi lên. Dạ. Thì mình phải là đánh cái sống mũi thế nào để cho nó nổi cái vòng má người ta lên. À. Tức là làm retouch, người ta gọi. Dạ. Là retouch. Mà làm bằng tay hay là? À, làm bằng tay. Làm bằng thủ tay công, không thủ công, không. Không. Mà thời đó có Photoshop đâu. Đúng rồi, làm thủ công thôi. Làm thủ công thôi. À, con thấy ngày xưa mà mình bằng phim đó thì phải vô phòng tối phải không cô chú? Vô phòng tối. Dạ. Mà phòng tối như vậy làm phải rửa nước hay sao? Thế... Nước. Nó là gọi tráng hả? Tráng phim. Tráng phim. Ừ. Dạ. Mà cái nước đó nó có độc hại không? Nó độc hại chứ. Thuốc. Cái thuốc đó nó gồm 5 thứ. Dạ. 5 thứ mình pha chế để cho nó như làm thế nào để cho nó dịu hoặc. Dạ. Là cho nó contrast. À. Mà mình cầm cái thình lên hay là lấy cái gì? Lấy đũa gấp. Lấy đũa gấp. Từng cái một, từ thuốc này qua thuốc này qua thuốc này, ba bốn thứ thuốc là mới ra cái hình. À, dạ. À, rồi cái chất liệu mà cái chất liệu hình đó chú. Là có mấy loại ạ? Cái chất liệu hình thì tức là nó chỉ có một loại thuốc thôi. Dạ. Nhưng mà tùy theo là mình nhìn bằng con mắt. Ừ. Mình nhìn bằng mắt bởi vì ở trong phòng mặc đầu gọi là phòng tối. Yeah. Nhưng mà nó có cái ánh đèn của cái ăn với cái giấy đó. Yeah. Cho nên cái giấy đó mà nó vào cái ánh đèn đó thì nó không có bị hư. À. Yeah. À, bởi vì cái giấy mà rửa ảnh đó là nó phải ở trong cái phòng tối. Yeah. Thì nó không có ánh đèn được. Yeah. À. Còn cái giấy hình thì có mấy loại ạ? Cái giấy hình thì nó cũng có mấy loại ạ. Dạ. Có từ số 1 cho đến số 3. Số 3, dạ. À, khi mà mình in tráng hình đó. Dạ. Thì tùy theo cái phim. Dạ. Phim mà bị ánh sáng nó hơi thiếu. Ừ. Hoặc là phim mà ánh sáng nó bị dư. Dạ vâng. Thì mình phải tùy theo cái đó mình có cái loại giấy để mình để. Dạ. Cái loại giấy ảnh đó. Dạ. Thì nó cũng cái giấy ảnh đó là nó có từ số 1 đến số 3. Số 3. Dạ. Về sau này nó văn minh hơn, nó tinh tiến hơn đó. Dạ. Thì nó có một cái loại giấy và nó có một cái loại filter. Ừ. để lọc cái ánh sáng đó. Dạ. Thì nó chỉ có một loại giấy thôi. Dạ. Còn tùy
cái màu phim đó cần phải loại giấy nào thì nó cho có cái filter của loại đó. À dạ. Thành ra mình dùng được được nhiều. Dạ. À, thời trước con thấy có hình mà loại hình lụa phải không cô? Lụa. Giấy lụa. Giấy lụa. Là có hạt nhiều lắm. Đúng rồi. Cái đó mà sau này mà cần chụp lại thì cái hạt nó to ra không đẹp. Thành ra người ta dùng giấy nhung hoặc là giấy láng. À giấy nhung hoặc giấy láng. Giấy nhung hoặc giấy láng. Thì mình scan lại thì nó sẽ rõ hơn. Rõ hơn. Dạ. Mà hình lụa, cái giấy lụa với cái giấy láng như vậy, cái giá thành nó có khác nhau không cô? À, cái giá thành nó cũng không khác nhau. Không khác nhau. Không khác nhau. Dạ. Nhưng mà tùy theo khách hàng thích. Ừ. Bây giờ người ta thích giấy láng. Dạ. Thì mình làm giấy láng. À, làm giấy láng thôi. Còn trên thích giấy lụa thì mình làm giấy lụa. Dạ. À, thời trước như là hình của cô Thẩm Thúy Hằng ở đây thì là trắng đen. Thì tới khoảng năm mấy mới có hình màu ạ? Năm 60... Đúng là hình như là 60 đó. Dạ. Thì mới có hình màu. Dạ. Thì hình màu lúc đó là đi rửa hình màu cũng vất vả lắm. Ừ, bởi vì nó phải rửa bằng máy lép. Máy lép. Dạ. Đâu còn phải ngồi tô lên tình hình đâu. Dạ. Dạ. Mà hình màu khi mà chụp mà thời thập niên 60 con thấy người ta cũng lại không có chuộng bằng hình trắng đen thời 60 thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Trắng đen người ta chụp nhiều hơn. Người ta thích hơn. Dạ. Ừ. Rồi con thấy có những cái hình mà cái kiểu răng cưa nữa. Răng cưa là dao cắt. Ồ, dao cắt. Dao cắt, cắt xung quanh, bốn bên. Dạ. Chứ không có gì hết. Dạ, mà nó có cực hơn là nó liền không? Không, không. Nó là một con dao. Dạ. Nó giống như là dao của tiệm thuốc bắc á. Ừ. Nó giống như con dao đó. Dạ. Thì mình cứ để vào là mình cắt. Thế ra răng cưa thì cái mà mình răng thì mình phải làm dao bằng răng. Dạ. Mà cái mà thẳng thì mình dao thẳng. Ừ. Ai muốn để thẳng thì mình cắt bằng dao thẳng. Dạ. Mà ai muốn răng thì mình cắt bằng dao răng. Cũng có nhiều loại để lựa chọn cơ hả? Dạ. Dạ. À, vậy thì cơ duyên nào đưa chú bước vào chụp ảnh cho các nghệ sĩ nổi tiếng thời đó? Lúc đó thì dạ. Tôi cộng tác với lại một số hãng diễn hát. Dạ. Thành ra tôi mới chụp nhiều nghệ sĩ để cho các hãng diễn hát đó. Dạ. Khi mà cô đó thâu thanh vào cái diễn đó. Dạ. Thì người ta sẽ dùng cái hình để in vào cái bìa đó. À. Thành ra giữa tôi với lại bên sóng nhạc đó. Ừ. Thì thân tình lắm. Đúng rồi. Hãng diễn Việt Nam chú có cộng tác không ạ? Dạ, hạng diễn Việt Nam thì tôi lại không cộng tác, tôi cộng tác về sóng nhạc. Rồi, hạng diễn nào nữa ạ? À, công ty Năng Than. À, Sơn Ca. Của chú Nguyễn Văn Đông. Văn Đông. Dạ. À, như có Tân Thanh không chứ? À, Tân Thanh có nhưng mà tôi ít lắm. Dạ. À, nhắc tôi... đến hạng diễn sóng nhạc á, thì con xin khoe với quý vị là chúng tôi còn giữ cái hình ảnh của cô Trang Mỹ Dung trên đĩa dĩa Hai Mùa Mưa. À. Hình này là chú chụp. Đúng rồi. Dạ. Yeah. À, thời đó mà khi mà hạng dĩa giao ca sĩ tới thì phải làm hẹn trước cho chú hay là tới là mình có thể mình chụp liền? À, không, có phải hẹn trước rồi ca sĩ đến thì mình. Dạ. Yeah. Có kỷ niệm nào mà chú nhớ nhất khi chụp ngoại cảnh? Nhớ nhất đó là tôi đi chụp cho Thanh Nga ở Đà Lạt. À. Ở trên Đà Lạt. Dạ. Yeah. À, thì tôi với lại một ông ký giả nữa là thường viết về Thanh Nga. Thành ra lên Đà Lạt thì chúng tôi ở ngoài khách sạn. Còn Thanh Nga thì ở nhà người quen. Khi hẹn nhau đến giờ thì chụp ảnh thôi. Bởi vì lúc đó đó là bên báo Tia Sáng. Người ta yêu cầu tôi đó là có một bức ảnh làm bìa báo Xuân của Tia Sáng. Chụp hình Thanh Nga. Mà với lại cái phong cảnh là của Đà Lạt. Thành ra chúng tôi phải lên Đà Lạt chụp. Mà chụp là chụp mấy ngày à? Hay là một ngày là phải về? Chúng tôi chụp chỉ có một ngày thôi. Là có được những cái shot hình đẹp rồi. À, nhưng nhắc đến báo Tia Sáng mà chú cũng có thân tình hợp tác đó. Thì con cũng còn cái một người bạn đã cung cấp cho Jimmy cái tờ Tia Sáng. Mà Tia Sáng đây không phải hình của cô Thanh Nga mà hình của con chim bồ câu. Cái hình này là chú ghép hay là chụp như thế nào mà ra được cái con chim bồ câu với đôi bàn tay, với bàn tay này? Cái này thì tôi chụp đấy.
Yeah. Thế nhưng mà cái ngôi bồ câu này đó là của một nhà ảo thuật. Dạ. Yeah. Thành ra cái ngôi bồ câu này là do cái ông đó ông mới điều khiển được. À. Yeah. Cái ngôi bồ câu này là của nhà ảo thuật mà. À, dạ. Yeah. Thành ra nhờ ông ấy đến ông ấy đạo diễn ra rồi mình chụp. Dạ. Yeah. Nhưng mà cũng không phải là chụp liền được dính được liền đâu phải không chú, cũng khó. Đúng. Chụp nhiều cái rồi lựa nhiều cái. À, mới có được cái hình ảnh đẹp này. Đó. Dạ. Yeah. À, con thấy thời đó có cái hình của cô Thẩm Thúy Hằng mà chụp rất là mát mẻ ở bên bờ suối, hình như bạn biết gì. Cái là chụp ở đâu chứ? Cái đó thì trong thời gian mà chiến tranh mà, yeah. Cho nên rằng là lựa được một cái chỗ mà để chụp rất là cũng không phải dễ. Đúng rồi. Cho yeah. nên rằng là gần nhất đó là chúng tôi chụp ở suối Lồ đấy. Dạ. Yeah, suối Lồ đó. Là ở Đà Lạt hay là ở gần đây ạ? Suối Lồ đó là hình như là nó trên cái con đường trên đường đi Vũng Tàu hay là? Dạ. Yeah. Không phải, nó chỗ ở Biên Hòa nè. Biên Hòa. Như lúc nãy chú có chia sẻ là chú có cộng tác với các hãng dĩa, đặc biệt là hãng dĩa Sơn Ca của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Yeah. Xin chú chia sẻ thêm về người nhạc sĩ tài ba đó. Thì ông Nguyễn Văn Đông đó là ông ấy là một sĩ quan cao cấp của chế độ cũ. Dạ. Yeah. Nhưng mà tính tình thì văn nghệ đó. À. Rất là văn nghệ. Dạ. Cho nên rằng là lúc đó đó thì ông ấy đang làm chủ hai hãng dĩa lắm. Dạ. Một là cái Sơn Ca, hai là cái công ty Năng Tan. Dạ. Đó. Thì thường thường á là tôi chụp hình nghệ sĩ ở ngay trên cái phòng chụp của phòng thâu của cộng đồng đó, của công ty Năng Tan. Chứ không có chụp tại nhà. Dạ. Dạ. Thì tôi chụp ở trên đó là một chuyện rồi, còn đôi khi đó là tôi cũng hẹn về nhà chụp nữa. À. Rồi có những cái bức ảnh á thì ông ấy lấy ảnh ở nhà. À. Có những bức ảnh thì lấy ngay ở trên, chụp ngay trên hàng dĩa. Dạ luôn. Dạ. Yeah. Thường khi mà đối với những ca sĩ mà đã nhiều người biết tới như cô Thanh Thúy, cô Bạch Yến, thì chú đã biết được cái, bắt được cái hồn của các cô. Còn với những ca sĩ mà mới vào nghề vào thời điểm đó, chẳng hạn như cô Giao Linh, cô Thanh Tuyền, thì làm cách nào để chú có thể chú bắt được cái hồn khi mà người ta chụp ảnh? Chú cần phải nghe trước hay gì không? Không, cái đó đó thì bởi vì chụp trong salon mà. À. Cho nên rằng là chỉ cần ánh sáng đó. Ánh sáng thôi. Ánh sáng. Yeah. Thì chúng tôi để ánh sáng làm sao đó cho thấy cái khuôn mặt. Yeah. Mà nhìn vào phải giống. Mm. Nhưng mà lại phải đẹp. Yeah. nó thành ra cái ánh sáng đèn đó nó cũng ảnh hưởng lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Nó ảnh hưởng nhiều lắm. Chú có thường hay lên hãng dĩa lúc mà ca sĩ thâu thanh không? Có, yeah. Có, tôi có chụp cả những lúc mà ca sĩ đang thâu thanh. Như lúc nãy chú có nói là về cái ánh sáng của đèn, vậy thì khi mà mình chụp một cái bức ảnh như vậy thì cần bao nhiêu cây đèn ạ? Như thế đó thì ở trong phòng chụp của chúng tôi đó là chỉ có hai cây đèn mặt. Hai cây đèn mặt. Hai cây đèn tóc. Oh. Hai cây đèn tóc, tức là chiếu tóc cho nó nổi đấy. Yeah. Chỉ cần đừng để cho nó tóc nó đen quá thì nó nó không nổi được. Yeah. Thành ra đây này, đây, như cái tóc như thế này là phải có đèn hết chứ. À, mới thấy rõ được cái sợi tóc chứ ha. Cho nó thấy cho nó giống như thật đấy. Yeah. Đèn thời đó có như đèn bây giờ không, nó có bao nhiêu ạ? À, không, nó cũng vậy thôi. Tùy theo cái từng cái phòng chụp của mỗi một người. Yeah. Phòng chụp của tôi thì tôi dùng đèn 500W. 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 Nóng lắm. Nóng. Phòng chụp tôi là tôi dùng đèn 500W với lại hai cây đèn tóc. Yeah. Cũng 500W. Yeah. Trong các ca sĩ mà chụp chú thì ca sĩ nào là tới hiệu ảnh của chú nhiều nhất? Hồi đó yeah. Hồi đó đó thì có Thanh Nga với lại Thanh Thúy. À, của Thanh Thúy. Thanh Thúy nữa. Dạ. Thành ra hai người đó là chụp rất nhiều. Dạ. Yeah. Bởi vì tôi chụp ảnh của Thanh Thúy với lại Thanh Nga đó là để cung cấp cho các hãng dĩa với lại báo chí. Dạ. Yeah. Cho các bìa báo đó. Dạ. Yeah. Bìa nhạc rời. Bìa nhạc rời nữa. Bìa nhạc rời nữa. Dạ. Yeah.
À, hình như cô Thanh Thúy cũng có mối thân tình với gia đình mình phải không cô? Dạ có. Dạ. Ừ. Cô xin nhờ chú hoặc là cô kể lại những kỷ niệm có với cô Thanh Thúy. À. Dạ. Cô đi hát vậy đó. Dạ. Ừ. À... Thanh Thúy đó thì lúc xưa đó là cô ấy mướn nhà ở đằng sau chỗ Tam Tông Miếu đó. À, sau cái sau Tam Tông Miếu đó có cái đường hẻm kia đó. Dạ. Thì mỗi một lần mà cần chụp hoặc là này kia đó thì tôi thường lại nhà. Ồ, dạ. Lại nhà tôi bảo thì là cô ấy đến đó. À, dạ. Yeah. Bởi vì đối với các nghệ sĩ thì mình cũng thân tình cả, không có gì. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi hình như có khi có cái dịp nào mà cô Thanh Thúy đi hát về cũng gọi cho chú phải không? Đúng rồi. À, Thanh Thúy nhiều lúc đi hát về đó thì cũng đập cửa gọi đi ăn đêm. Để đi ăn đêm. Đi ăn đêm. Dạ. À, vậy thì thời trước năm 75 thì con thấy có một cái bức ảnh đó là của ban Thăng Long. À, ban hợp Thăng Long. Dạ. À, cái hình đó rất là nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Là cái đạo cụ đó là do chú là tự đạo diễn hay sao? À, cái ban hợp cao Thăng Long rồi đúng rồi là tôi đạo diễn đấy. Dạ. Ông Hoài Trung đó thì Hoài Bắc chứ, ôm cái đàn. Dạ. Còn ông Hoài Trung thì đứng vật hộp quẹt đang đốt thuốc. À. Còn cô Thái Thanh đó thì cầm tay nhạc. Đúng rồi, cầm tay nhạc đứng bên kia. Dạ. Mà cái hình mà của ban Thăng Long thì thời đó thì có cái mấy cái đèn ở phía sau. Mấy cái đèn hay là mấy cái đạo cụ phía sau đó. À, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Cái đó là bên của phòng studio của chú luôn. Đúng rồi. Thì con tưởng tượng là cái thời chứ 75 là sẽ rất nhiều những cái phong cảnh, những cái cảnh trí mà mình bày, đúng không ạ? Dạ. Tôi thì lại ít cảnh trí. À. Tôi chỉ có, tức là tôi thường thường là tôi dùng bằng phông trơn. À, phông trơn. Phông trơn. Bởi vì khi mà mình in dĩa hay in băng gì đó thì người ta dễ in lắm. Dạ. Vì khi mà lấy in ở nhà in thì nó bị nhiều màu sắc. Dạ. Nhiều cái phông mà mình đậm quá cũng không đẹp. Dạ đúng rồi. Cho nên là khi mà ở dưới nhà in đó, mà họ in đó thì mình là cẩn thận đó. Mình là phải chỉnh ở dưới nhà in luôn. À, chỉnh nhà in luôn. Mà ví dụ như là khi mình chụp người mẫu đó ra thì có mụn hay là có những cái vết gì trên mặt thì mình làm sao để xóa cái đó? À không, cái đó thì phải sửa. Sửa từ trên phim. Sửa trên phim. Rồi khi mà in ra cái hình đó thì mình sửa trên hình đó. Thưa cô, vậy thì cửa hiệu Viễn Kính của mình hoạt động được tới năm mấy ạ? Tới năm 99. 99? 99. Dạ. Vậy thì khi mà hoạt động tới năm 99, sao cô chú không làm nữa mà lại ngưng năm 99? Tại vì lúc đó mini lab nó ra nhiều quá. À. Thì người ta xài mini lab hơn là thủ công. Dạ. Cho nên cô chú mới chuyện về. À. Kỹ. Với lại già rồi. Vậy thì trong nhà có ai nối tiếp nghề của cô chú không, là chụp ảnh? Tôi có thằng con. Dạ. Nó theo nghề tôi. Thế nhưng mà nó lại không chụp mà nó lại quay phim. Cũng làm về nghệ thuật. Dạ. Bây giờ là năm 2019. Đôi khi khó cho giới trẻ có thể hiểu biết và đúng vai trò của Viễn Kính trong xã hội của miền Nam thời vàng son ngày trước. Có người có lẽ cũng sẽ lên tiếng, chỉ là một tiệm chụp hình, có gì quan trọng. Chắc cũng có người đồng tình với nhận xét này. Tuy vậy, nói như thế tức là chưa hiểu hết những giá trị đóng góp mà ảnh hiệu Viễn Kính đã mang lại cho xã hội. Ai cũng cần có một cái nghề để mưu sinh, và ông Đinh Tiến Mậu đã chọn nghề chụp ảnh làm cần câu cơm của mình. Nhưng ông không chỉ chụp ảnh, với ông, đó là cả một niềm đam mê công việc. Chụp ảnh, đối với ông là ghi lại hình ảnh của một giai đoạn hay thời kỳ nhất định nào đó của con người. Nhưng những hình ảnh đó sẽ bên cạnh họ một thời gian dài, nếu không phải là suốt cuộc đời. Ông biết ơn những người đã cho ông cái cơ hội ghi lại những hình ảnh đó, và ông đã làm bằng tất cả khả năng của mình
để những hình ảnh đó có thể hoàn hảo nhất, vì chính nó là những chìa khóa mang người ta trở về với kỷ niệm và sống lại ký ức của riêng mình. Bằng một tâm thức như vậy, nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu về hiệu ảnh viễn kính đã góp phần mang đến cho Sài Gòn một sức sống tràn trề và mãnh liệt. Những tấm ảnh chụp của ông về các văn nghệ sĩ năm xưa giờ lại càng giá trị hơn, bởi nó là một chứng tích của một Sài Gòn văn minh và lịch lãm. Cũng có người muốn nói lời cảm ơn ông Đinh Tiến Mậu và ảnh hiệu viễn kính của ông. Không biết làm như vậy có cần thiết hay không, bởi ông đã làm một phần của Sài Gòn ngày cũ. Ông như người được sinh ra, số phận rong ruổi cho ông phiêu bạt nhiều nơi để làm giàu tâm hồn và vốn sống của ông, rồi trang bị cho ông những kỹ năng cần thiết để hoàn thành một sứ mạng là làm đẹp cho Sài Gòn. Ảnh hiệu viễn kính mãi mãi là màu sắc của Sài Gòn.